sau Hoa ngữ. Sương Mịch bị hói, Lưu Thi Thi lộ dị tật tai. Thứ nhất, Hoàng Hiên với bàn tay búp chuối. Hoàng Hiên được coi là nam thần trong lòng người hâm mộ nhờ gương mặt điển trai cùng nụ cười tỏa nắng. Tuy nhiên, điều duy nhất khiến anh mất điểm chính là đôi bàn tay khá xấu. Trong một số phân đoạn của Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký, tác phẩm truyền hình đang được lên sóng, Hoàng Hiên đưa tay lên trán thể hiện sự buồn phiền. Có thể thấy, nam diễn viên sở hữu bàn tay ngắn và thô, các cư dân mạng còn ví von, bàn tay của nam diễn viên không khác gì nải chuối. Thứ hai, Sương Mịch với đầu hói. Dù được coi là một trong những mỹ nhân đẹp nhất nhì showbiz xứ Trung, nhưng Sương Mịch vẫn có khiếm khuyết về ngoại hình. Nhược điểm này đã bị lộ rõ khi cô có tạo hình cải nam trang trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, nữ diễn viên có một phần tóc bị hói ngay trán. Tạo hình này của Sương Mịch bị cư dân mạng miêu tả giống như ông chú hói đầu, mang phong cách của phim kiếm hiệp Hồng Kông thời xưa. Trước đó, người đẹp thường che khuyết điểm này bằng cách để mái bằng khi đóng phim. Thứ ba, Lý Dịch Phong, đôi mắt nhiều lòng trắng. Kể từ khi nổi lên với tác phẩm Cuộc Kiếm Kỳ Đàm, Lý Dịch Phong đã trở thành nam thần trong lòng nhiều fan nữ. Gương mặt điển trai cùng diễn xuất chân thực đã giúp anh nâng tầm danh tiếng và trở thành một trong những ngôi sao hạng A của xứ Trung. Tuy nhiên, trên khuôn mặt của Lý Dịch Phong có tồn tại một khuyết điểm, đó là đôi mắt với khá nhiều lòng trắng. Mỗi khi diễn cảnh ngạc nhiên hay tức giận, nhược điểm này của anh lại lộ rõ hơn bao giờ hết. Thứ tư, Lưu Thi Thi với dị tật ở tai. Khuyết điểm nhan sắc của Lưu Thi Thi nằm ở đôi tai có những phần thịt sụn nổi lên khá gồ ghề. Biết được điểm yếu này, bà xã của Ngô Kỳ Long luôn chọn cho mình kiểu tóc xõa che tai. Tuy nhiên, khi lên phim, không phải lúc nào cô cũng có thể để được kiểu tóc này. Ví dụ như trong Bộ Bộ Kinh Tâm, người xem đã dễ dàng nhận ra khiếm khuyết này bởi kiểu tóc búi cao của nhân vật Nhược Hy. Thứ năm, Đường Yên với hàm răng khấp khểnh. Hàm răng của Đường Yên không đều đặn, khấp khểnh và bị cư dân mạng ví là cái trước đuổi cái sau. Thế nên khi lên phim, người đẹp thường cười mỉm để che giấu khuyết điểm này. Tuy nhiên trong phim Kim Ngọc Lương Duyên, một số phân cảnh tố cáo hàm răng kém duyên của nữ diễn viên vẫn đập vào mắt người xem. Ngoài ra, mỹ nhân họ Đường còn sở hữu trán rô. Đóng phim của Trang, cô thường xuyên chọn cho mình kiểu tóc mái bằng hoặc dùng trang sức để che nhược điểm này. Thứ sáu, Dương Dương với vòng ba quá khổ. Trong phim Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, cặp mông của Dương Dương đã thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả, thậm chí dân mạng Trung Quốc còn đang lan truyền câu nói mông Dương Dương nổi bật hơn cả ngực chị Sảng. Với cặp chân dài và dáng người thư sinh nên chỉ cần mặc quần bó một chút, vòng ba của Dương Dương lại lộ rõ khiến tỷ lệ cơ thể anh bị thiếu cân đối.